Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lại quay trở lại với các bạn. Là một mẫu đầu nai đỏ châu Âu các bạn nhé, rất là đẹp. Đó là mẫu sừng này của mình là màu trắng đấy. Đó, thì các bạn đang quan sát ở đây cũng đã thấy được rằng là cái phần da và mắt và tai của cái mẫu này rất là đẹp luôn. Đó, thì là hàng da thật 100%. Đó, các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Rất là óng, rất là mịn các bạn ạ. Nếu như các bạn mà sờ vào thì các bạn thấy nó óng, mịn, rất là đẹp luôn. Đó, còn bây giờ mình sẽ quay qua cái phần sừng thì các bạn cũng thấy được rằng là cái nhánh ở đây rất là nhọn, rất là đẹp luôn. Đó, một cặp rất là nguyên. Thì các bạn cũng đang thấy được rằng là những cái đường vân sần sùi của chiếc sừng này rất là đẹp. Đó, cặp sừng rất là cân. Đấy. Thế nên mà cái mẫu này ấy, của bên mình thì giá cũng khá là tương đối, nó khoảng tầm 25 triệu. Thế nên mà các bạn nào có muốn những mẫu nó nhỏ hơn ấy thì cặp sừng nó sẽ bé hơn hoặc là nó sẽ không là nguyên một cặp của nó thì giá nó sẽ rẻ hơn đấy. Thế nhưng các bạn nào mà thích những mẫu đắt tiền hơn bên mình cũng có nhé, thì không không cứng cái mẫu này đâu đấy. Thì các bạn quan sát thấy sừng mình có rất là nhiều các bạn ạ, nên các bạn mà xem xong video clip của mình mà các bạn còn có những thắc mắc gì ấy, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình thì mình cũng sẽ giải đáp và tư vấn giúp các bạn. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình.